Thời gian qua, trên tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông làm chết người. Nhiều vụ việc phát sinh vào thời điểm tối và rạng sáng, trong khi hệ thống đèn chiếu sáng còn thiếu, chưa đảm bảo an toàn giao thông. Tuyến đường này được đưa vào sử dụng gần một năm nay, góp phần giảm tải lượng phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 39A. Tuy nhiên, thời gian qua, đưa vào vận hành thực tế nảy sinh một số bất cập, đó là tình trạng thường xuyên xảy ra xung đột giao thông và xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân là tuyến đường này chưa được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, do vậy khiến cho người tham gia giao thông rất khó khăn trong quá trình xử lý, đặc biệt là xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra. Tôi thường xuyên đi qua tuyến đường này, cái tín hiệu đèn giao thông thì tôi thấy nó chưa đảm bảo, cho nên là nó rất gây cái khó khăn cho anh em tôi lưu thông ở trên cái quãng đường này. Tôi cũng thường xuyên để đi qua đây thì cung đường ở chỗ này thì đèn chiếu sáng thì nó cũng không được đảm bảo, nó khó khăn cho anh em lái xe thôi. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 11 tháng đi vào vận hành, trên tuyến đường này đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông. Riêng đoạn chạy qua huyện Kim Động đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết. Các vụ va chạm thường xảy ra tại các nút giao với quốc lộ 39, quốc lộ 38B qua các địa phận các huyện Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Đặc biệt trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra thì có đến 4 vụ lái xe gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Bên cạnh đó, toàn tuyến với chiều dài gần 30 km nhưng chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát nên khiến cho công tác điều tra các vụ tai nạn giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Rất là khó khăn đối với các phương tiện tham gia giao thông, và trong quá trình anh em tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về ban đêm đối với các phương tiện, chúng tôi kiến nghị với các cơ quan chức năng và đặc biệt là ban an toàn giao thông tỉnh là thực hiện lắp đèn chiếu sáng ở tại các điểm giao ngã tư đối với hai ngã tư quốc lộ 38 và quốc lộ 38B, mà đặc biệt là hệ thống đèn xanh đèn đỏ thì mình có thể duy trì sâu hơn vào lúc 22 giờ đêm, ví dụ thành 23 giờ để cho các phương tiện có thể tham gia giao thông cũng là chấp hành hiệu lệnh của đèn. Để bảo đảm an toàn giao thông, các ngành chức năng của tỉnh cần ra soát đánh giá các tuyến đường trọng yếu, các nút giao phức tạp, có lưu lượng người và phương tiện đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, để từ đó cân đối ưu tiên vốn đầu tư cho các dự án lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ nhu cầu dân sinh, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản.